Dạ, xin kính chào tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay tôi quay lại chương trình cũng xin phép quý vị cho tôi chia sẻ cái quan điểm của mình liên quan đến là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một trong những người mà cũng lắm lần gây sóng gió trên không gian mạng, tạo ra những cái làn sóng mà nó trái chiều để cho cái danh tiếng của mình nó luôn luôn được nổi. Để cho cái tên tuổi của mình đó được người ta nhớ tới. Đây là một trong những cái cách mà nam ca sĩ này đã dùng trong suốt một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên những ngày vừa qua, chắc quý vị cũng đã biết là sau khi cái đêm biểu diễn âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh, anh có mặc những cái trang phục và có cái huy hiệu lạ, và hiện mấy nay cũng đang được cơ quan chức năng vào cuộc để mà coi như là xác minh, làm rõ xem anh có cái dấu hiệu vi phạm hay không. Nếu như có thì sẽ xử lý nghiêm, và cái vấn đề này xin thưa quý vị, nguyên cả cộng đồng mạng chúng ta cũng đang trông chờ cái điều này. Tuy nhiên vào cái đêm biểu diễn âm nhạc 18 tháng 5 tại Hà Nội, thì trước khi biểu diễn thì anh này cũng đã được Sở Văn hóa Hà Nội yêu cầu anh Đàm Vĩnh Hưng này phải cam kết về cái là cái trang phục ở trong cái đêm biểu diễn. Chung là người ta sợ rồi quý vị, hiện bây giờ đang có dấu hiệu là người ta sợ, sợ rằng anh này anh không cam kết rồi lên sân khấu rồi anh khoác những bộ trang phục mà coi như là ối giời ơi nữa thì cũng hơi căng. Đấy. Cho nên trước khi cái đêm nhạc diễn ra thì coi như là Sở Văn hóa Hà Nội có yêu cầu anh này sẽ cam kết về cái trang phục biểu diễn và cái nội dung của cái bài viết này như thế nào. Tôi cũng mời quý vị cùng tôi chia sẻ. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đơn vị này sẽ yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cam kết về trang phục biểu diễn trong đêm nhạc tối ngày 18 tháng 5 tới đây, là tối hôm nay đó quý vị. Có nghĩa rằng thấy anh này bây giờ người ta cũng phải sợ thôi. Đùng đùng mà không yêu cầu anh cam kết, bắt đầu là anh lên sân khấu rồi anh biết anh mặc cái gì trong đó. Đấy. Rồi anh tung ra những cái mà gọi là trang phục lạ, huy hiệu lạ nữa thì cũng hơi căng. Thôi chi bằng nó thật sự được lòng trước được lòng sau, yêu cầu anh này cam kết cho nó chắc. Đây là một trong những cái thì tôi đồng cái quan điểm, những con người này nó thật sự phải là rào trước cho họ, đừng để cho họ vượt khỏi cái hàng rào. Để. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cho biết sở đang làm văn bản xin ý kiến của Cục Nghệ thuật biểu diễn về đêm nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào tối ngày 18 tháng 5. Cơ bản đêm nhạc sẽ được cấp phép, nếu đêm diễn chấp hành các quy định thì vẫn sẽ được diễn ra. Đã phải yêu cầu là anh này chấp hành tất cả các quy định. Về việc Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu lạ, hiện tại chưa có kết luận gì nên chúng tôi không có quyền gì để không cấp phép. Phía Đàm Vĩnh Hưng cũng phải cam kết về trang phục biểu diễn trên sân khấu, bà Anh Mai nói. Chung là mấy anh này đó là hiện bây giờ xin thưa quý vị là coi như là người ta rất ngán ngẩm, rất ngán ngẩm. Nếu mà những người họ có cái sự mà tinh tế trước, có những cái ý thức trước mà mình không có ngại, nhưng những con người bây giờ nó thật sự họ là cái máu liều nó cao hơn máu não thì nó thật sự cũng hơi căng, cũng phải là có những cái cam kết, cũng có những cái gọi là ràng buộc thôi quý vị. Vì hiện bây giờ đó cái mà kênh là để mà xác minh cái vấn đề anh này có cái dấu hiệu gì trong cái trang phục vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh hay không thì vẫn chưa có kết luận, cho nên là người ta vẫn cấp phép cho anh này, vẫn cấp phép cho anh này, nhưng dưới một điều kiện là phải cam kết rằng những trang phục anh này mặc nó phải phù hợp, chứ không có mặc cái kiểu mà cái như là lộn xộn thế được. Theo bà Mai, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cũng lập một hội đồng chuyên môn tổng duyệt chương trình trước khi live show chính thức diễn ra. Liên quan đến việc Đàm Vĩnh Hưng cày huy hiệu lạ khi trình diễn tại live show Ngày Em Thắp Sao Trời ở thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đơn vị tổ chức nam ca sĩ và nhà thiết kế. Là hiện bây giờ người ta đã có làm việc rồi, nhưng quý vị đã có làm việc rồi. Cũng đang là đang đang chờ kết luận thôi. Cho nên là bây giờ cái anh này đấy, cái anh này anh đi tới chỗ nào anh biểu diễn thì cũng phải nên kiểm soát chặt chẽ.
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại buổi làm việc công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà thiết kế đã có tiếp thu các ý kiến của các cơ quan có liên quan trong cuộc họp và cho biết sẽ rút kinh nghiệm tại sau diễn tiếp theo. Toàn là rút kinh nghiệm thôi quý vị. Rút kinh nghiệm rồi tôi hỏi anh rút kinh nghiệm cái vấn đề cái trang phục chứ còn cái như là anh xì ra cái khác nữa thì cũng chết. Cho nên cái vấn đề đây đó nó thật sự phải là cái như là đưa anh vô một cái khuôn khổ rồi đó. Chứ không thể rút kinh nghiệm rồi cái như là nó lại xì ra cái câu chuyện khác là không được. Rút kinh nghiệm về trang phục chứ anh đâu có anh đâu có cam kết là tất cả anh sẽ không vi phạm, đúng không? Toàn là rút kinh nghiệm thôi. Đây là một trong những cái mà cái dây gọi nó dài nhất trong tất cả các dây. Cái dây kinh nghiệm là dây dài nhất. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã nhắc nhở, đề nghị các đơn vị tổ chức sự kiện, các cá nhân tham gia các buổi diễn nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa về cái ý thức trách nhiệm, nhận thức, chú ý vấn đề trang phục, hình thức trình bày, tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Sở Văn hóa và Thể thao đề ra cái giải pháp như sau. Chúng tôi sẽ mời các cơ quan chức năng, một số chuyên gia ở lĩnh vực liên quan cho ý kiến để thẩm định về cái trang phục phụ kiện, sau đó tìm giải pháp xử lý phù hợp. Sau khi có kết luận, sở sẽ tiến hành các bước tiếp theo, ông Lâm Ngô Hoàng Anh chia sẻ. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 5, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng xin lỗi sau ồn ào cài huy hiệu lạ. Tôi nói thật sự quý bà con, xin lỗi rồi tái phạm cũng như không. Cái vấn đề anh xin đó thì anh phải là nói thật sự người ta mà. À, anh cũng phải biết rằng cái xin lỗi của một con người là nó quan trọng lắm. Mình phải hạn chế tối đa cái vấn đề mà lỗi lầm rồi mình mới đi xin. Còn đằng này mình để một cái lối sống thật sự quý vị, mình không tự cỡ như là sắp xếp được mà cứ đi xin lỗi miết người ta thì thật sự không có lỗi nào mà cho anh trở hết được. Anh phải có ý thức cho một ca sĩ mà thật sự quý vị, bao nhiêu năm hành nghề, một ca sĩ bao nhiêu năm hành nghề mà cái ý thức mà cứ thật sự trang phục, sắc phục thế nào mà anh không có hình dung được, gây một cái phản cảm rất nguy hại. Mà bây giờ nó xin lỗi rồi cái như là không biết là cái lần đây là lần xin lỗi bao nhiêu, đúng không vậy? Toàn xin lỗi rút kinh nghiệm cả. Ca sĩ cho biết sau đêm nhạc Ngày Em Thắp Sao Trời ở Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hôm tối ngày 4 tháng 5, nhiều khán giả băn khoăn về chi tiết một số trang phục anh mặc trên sân khấu. Người ta chung là hoang mang cái băn khoăn gì, thấy anh mặc những trang phục đó là người ta hoang mang luôn, không có còn băn khoăn nữa. Nam ca sĩ lắng nghe dư luận, đọc các bình luận phân tích của công chúng và thừa nhận bất cẩn khi để diễn ra ồn ào không đáng có. Đây là bây giờ nó là cái bản thân là bất cẩn. Tôi nói không có ai bất cẩn mà thật sự mình nhìn thấy những huy hiệu lạ đấy, mình là một trong những người của công chúng. Thì trước khi mình muốn khoác trên người mình cái gì mình cũng phải nên kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra cái trang phục, kiểm tra những vấn đề đó và phải hiểu biết một chút về lịch sử của đất nước. Còn một ca sĩ mà anh không hiểu về lịch sử thì anh đi cả như là nhiều lúc mà không biết là vô tình hay cố ý mà anh mang những cái trang phục như thế là nó nguy hại nguyên cả một thế hệ. Cái bất cẩn gì mà nó thật sự quý vị, bất cẩn mà tai hại như thế. Một trong những bất cẩn mà xin thưa quý vị, bất cẩn này bây giờ không thể sửa sai được. Đường nào anh cũng biểu diễn rồi, đường nào bây giờ tất cả những cái mà cái đêm biểu diễn nó cũng tràn lan ra rồi. Tôi không đổ lỗi cho nhà thiết kế né tránh trách nhiệm hoặc chọn cách im lặng. Với vai trò của một nghệ sĩ, ảnh hưởng của hình ảnh bản thân trong việc xây dựng tình cảm với khán giả, tôi thấy mình thật sự chưa sâu sắc.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản với mong muốn tạo nên một phong cách mới về trang phục biểu diễn. Tôi muốn chân thành gửi đến lời xin lỗi khán giả cũng như cả ekip chương trình giọng ca Tình ơi xin ngủ yên rồi. Mà anh bảo rằng là vì cái thay đổi phong cách, đây là một trong những cái gọi là cái anh lên anh giải thích, ông chánh chánh chớ cho cái sự việc của mình thật sự nó không có phù hợp. Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh không có ý đồ xấu khi mặc trang phục này. Nam ca sĩ khẳng định suốt sự nghiệp đã đóng góp cho đất nước, cống hiến cho quê hương nên không thể đánh đổi bằng ồn ào nói trên. Anh mong nhận những lời góp ý tinh thần xây dựng từ công chúng để hoàn thiện bản thân hơn. Tôi nói thật sự ra anh đóng góp cái gì? Anh đóng góp cái gì? Bây giờ anh lên anh bảo rằng anh đóng góp cho đất nước, đóng góp cho quê hương. Mình nói thật sự tất cả bây giờ giống như là cái công giả tràng xe cát. Tôi không biết anh làm bất kỳ vấn đề gì nhưng mà cái ý thức nó quan trọng, phải đóng góp một ý thức nó mới quan trọng, chứ không thể hết lần này đến lần khác rồi ta kể như là nó thật sự ảo tưởng, cái hết lần này đến lần khác rồi xin lỗi rồi rút kinh nghiệm. Bây giờ tuổi cũng đã lớn rồi, đâu còn nó thật sự còn nhỏ như như ngày xưa đâu mà phải là để còn cái cơ hội để sửa sai quý vị. Tuổi này là một trong những cái tuổi mà lớn rồi phải làm gương cho cái thế hệ hậu bối sau này. Mình làm cái gì, mình phát ngôn cái chi, mình ăn mặc như thế nào cũng phải là một trong những cái mà cũng nên cân đo đong đếm rất kỹ. Chứ không thể sai rồi lên xin lỗi rồi lại tái phạm rồi xin lỗi lại là như thế. Cho nên cái vấn đề của tôi, của quan điểm của tôi xin thưa quý vị đấy. Nếu như mà cái vấn đề này không có cái biện pháp chế tài mạnh thì chắc anh này anh sẽ nhờ đấy. Có những cái mà sẵn sàng anh đánh đổi. Tôi ví dụ ha, một cái đêm diễn, một cái đêm diễn có thể là anh thu vô một cái số tiền lớn, nhưng mà nếu mà cơ quan chức năng phát hiện anh có sai phạm những cái gì đó mà đề anh ra, nó thật sự là phạt cao lắm, là cái đôi 3 triệu bạc thì với anh này cũng không có một cái gì mà nữa. Giống như nó thật sự nó tổn hại cái một cọng lông anh chứ mày, đúng không? Thu nhập cả tiền tỷ mà bây giờ xin thưa quý vị là phạt đôi 3 tiền triệu thì nó thật sự muỗi đốt inox thôi, nó không có một đủ cái sức răn đe. Cho nên là cũng phải có những biện pháp chế tài kèm theo, chứ không thể để tình trạng là kéo diễn kéo dài mãi được quý vị. Đây là một trong những cái vì cái văn hóa, phải vì cái văn hóa, cái nghệ thuật nó thật sự. Đừng có nghĩ rằng nó thật sự mượn những cái mà văn hóa nghệ thuật rồi ta làm những cái điều mà nó không có phù hợp thì cũng không ổn lắm. Trên quan điểm của tôi đó, ngoài phạt ra còn phải có những biện pháp chế tài đủ sức răn đe, để mỗi khi mà cái nhân tắc bất kỳ ca sĩ nào, nghệ sĩ nào cũng vậy, anh nghĩ đến cái vấn đề đó là anh phải ngại. Anh nghĩ đến vấn đề đó là anh nhìn lại cái mức mà gọi là cái phạt bổ sung, cái chế tài là anh phải ngại thôi, chung bước liền. Thì tôi cũng xin phép quý vị cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin nghe chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị và hẹn lại quý vị vào một chương trình trò chuyện theo.